Bộ nhân. Kính chào quý vị khán giả đài truyền hình HBTN. Thưa quý vị, trong những ngày qua, tại Việt Nam dậy sóng, tinh hạt giống đỏ của Cộng sản miền Nam Việt Nam là ông Võ Văn Thưởng bị ép từ chức chức vụ Chủ tịch nước Việt Nam vào ngày 17 tháng 3 trên cổng tin điện tử của chính phủ Việt Nam có đăng bản tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lịch sử vận nước đặt tất cả vào các đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đăng 3 tấm hình, trong đó có một tấm hình chụp chung Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên họp tiểu ban nhân sự Đại hội 14 vào ngày 13 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng vài tiếng đồng hồ sau, các hình này bị lấy xuống hôm nay chủ nhật ngày 17 tháng 3 một nguồn tin rất uy tín cho đài truyền hình xbt biết là ông võ văn thưởng nộp đơn xin thôi chức và một thông báo của ủy ban thường vụ quốc hội của cộng sản việt nam quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ sáu quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của quốc hội thời gian từ 8 giờ thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2024 hình thức họp là họp tại tập trung tại nhà quốc hội và theo nhiều người cho biết là có thể đây là quốc hội họp để xem xét cái đơn xin thôi chức của ông võ văn thưởng chủ tịch nước cộng hòa xã chủ nghĩa việt nam thưa quý vị như vậy là nhiều phần tin tức ông võ văn thưởng bị ép buộc nộp đơn xin thôi chức có liên quan tới vụ án của tập đoàn phúc sơn và các quan chức cao cấp của tỉnh quảng ngãi đã bị bắt và sau đây là ý kiến của nhà báo Huỳnh Lương Thiện về vấn đề này. Thì qua cái vấn đề của ông Võ Văn Thưởng á, thì nhà báo Huỳnh Lương Thiện thấy như thế nào? nhà báo chào anh. thật sự ra tôi xin thưa đó là cái việc này đã chúng tin tức nổ bộ với ra chứ còn thực sự cho tới giờ phút này vẫn chưa thấy truyền thông trong nước đưa tin này đó thành đó đó là cách cách làm ăn dấu giếm của phía bên nhà nước cộng là như vậy họ biển kiểm soát truyền thông thì đúng như là anh vũ nhân nói đó theo tin tức chúng ta truyền thông uh, tìm được biết được đó thì bây giờ là thì nói chưa đó thì coi như là chính trị bộ ngày 13 tháng 3 họ họp lại với nhau kể cả bộ công an là bộ nội chính vân vân để mà hai tội võ văn thưởng cái tội này là nó đã có từ hơn 10 năm trước là tôi có việc từ năm 2011 đó khi mà ông làm mà ông đang làm ủy viên trung ương đảng thì được điều tới tỉnh quảng ngãi coi như thế là làm bí thư bí thư ủy ừ, ban trung ương à, à, bí, bí thư bí thư của quảng ngãi đó đó thì đó thì và từ đó là năm 2000 thì cho tới năm 2012 cách một năm năm thôi thì bắt đầu sẽ ra cái vấn đề bê bối của cái tập đoàn phúc sơn coi như đối với giới chính trị gia ở việt nam ông hưởng coi như là dân năm kỳ là coi như dân năm kỳ vì vậy cho nên là ông mới được cơ cấu được bổ nhiệm được phân công làm chủ tịch nước tại vì thưa quý vị à, đối với cộng sản đó trong tứ trụ quan trọng nhất điều hành đất nước à. tứ trụ đó là thứ nhất là quan trọng nhất là tổng bí thư thì là theo ông Nguyễn Phú Trọng, nó phải là người miền Bắc <laughs> lý luận này kia và thứ hai là thủ tướng Đã. cũng thể miền Bắc hay miền Trung cũng được hoặc là miền Nam rồi kế tới là chủ tịch quốc hội cũng Bắc trung nam cũng được và kế tới là chủ tịch nước chủ tịch nước là yếu nhất nhưng mà trong bốn cái chức vụ đó là phải có Bắc Trung Nam đương nhiên miền Bắc thì là nắm đa số nắm những cái chức vụ then chốt quan trọng nhất và người miền Nam thì yếu hơn thì kỳ vừa rồi thì giao cho ông uh, Nguyễn Xuân Phúc là người miền Trung đúng không đó Quảng Nam và sau ông Phúc thì giao là cho võ văn thưởng là cũng coi như là miền Nam và bây giờ là cũng đang trên đà mất trắng tất nhiên là coi như là cá nằm trên thớt rồi ông ông chính thì bộ trung ương đó ông nào cũng tay nhúng chàm hết ông nào cũng có hồ sơ dơ giấy hết tham dụng thối nát gáy gú rồi đúng chưa á thì học ngăn đông lạnh ra à lúc cần đó, lấy ra xã đông để mà để để mà, để, 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 mà đấu đá nhau thì kỳ này tới phiên võ văn thưởng thì mới cái tại cái hồ sơ này chúng ta nhớ là năm 2011 bị rồi lấy ra xã đông thì cái lý do là năm thì là võ văn thưởng là coi như là nhân nhân của cái cuộc tranh giành quyền lực này theo cái sự tìm hiểu của chúng tôi đó, thì cái việc này có lẽ là do cái âm mưu, cái tham vọng của ông Bộ trưởng Công an là ông Tô Lâm. Đó. Theo ông, cái nguyên nhân chính của cái thất bại ngày hôm nay, 50 năm sau ngày 30 tháng 4 của Cộng sản miền Nam, lý do nó từ nơi, nó từ đâu? Đó là phía bên Cộng sản miền Nam, đứng lần nào Cộng sản miền Nam, nó từ vì cái quyền lợi cá nhân của họ đó, vì tranh giành giữa về họ không tin tưởng nhau họ đấu đá lẫn nhau mà hai cái sự đấu đá mạnh mẽ nhất chúng ta vẫn thường thấy rõ là giữa trương tấn sang và ông uh, nguyễn tấn họ từ kéo họ xuống thôi thưa nhà báo quỳnh lân thiền qua cái sự trình bày của ông thì vũ nhân cũng thấy được là những người lãnh đạo cộng sản việt nam tức là nói mà không ai không ăn hối lộ hết ăn nhưng mà có có bị ừ. phát hiện hay là không phát hiện thôi thì qua cái sự của ông võ văn thưởng bây giờ đó thì chúng ta thấy được đó là những người cộng sản những người lãnh đạo của cộng sản việt nam càng lên cao là càng lo âu càng nguy hiểm bởi vì đúng, không đúng. có ai không ăn hối lộ hết cái coi như là cái con dao mà để trên cổ của mấy ổng vậy thôi khi nào đồng đội của ông đồng chí của bạn muốn chặt ông nào là chặt thôi thì đó là cái điều đúng mà rồi. thấy rất là nguy hiểm không những cái người dân trong nước người ta không có an toàn nhưng mà những người lãnh đạo những người lãnh đạo của cộng sản việt nam giờ này người ta càng không an toàn càng, càng không an toàn. an toàn càng lo âu qua cái sự ra đây qua cái sự trù giờ, qua cái sự trút phế qua cái sự mà ông võ văn thưởng bị trút phế hiện nay thì chúng ta thấy được cộng sản miền nam đây là một bài học cho họ để cho họ thấy được bộ nhân nghị con cháu và những người cộng sản miền nam hoặc là những người cộng sản miền bắc những người lãnh đạo bây giờ đó là ai cũng đang ngồi trên lửa hết qua cái cái vấn đề này thì đốt lò của ông nguyễn phú trọng thì nhà báo thấy như thế nào Họ rằng là từ hai ba mươi năm nay rồi từ khi người cộng sản họ nắm quyền đó họ nắm quyền đó thì những người nào có cái chức vị cao đó họ làm cái gì thứ nhất là đúng là cái ông này vào vơ vét về đó là miền bắc còn ở miền nam đó, là vào vơ vét xong cho vợ con tẩu tán tài sản đi mỹ đi pháp đi đức đi ý đi canada đi những nước tự do tư bản chủ nghĩa mà họ chữ bới mỗi ngày đó không? để an tâm sống bên đó họ biết sống nó rất an toàn và họ cũng qua đây họ sống luôn như thí dụ như nguyễn công khế anh Nam nhưng mà chưa rồi cũng là phải chạy về Việt Nam cũng bị trị tội như thường à à cũng bị sa vào cái vòng lao lý cho nên à, à, tôi nói thực sự đang ngày nào còn đảng cộng sản đó thì không những kiến người dân Việt Nam đau khổ mà ngay cả những người trong cái guồng máy đó cũng rất là bất an họ, họ, họ cũng tìm cách thoát ra thôi nhưng mà không lại cứ như vậy hoài thì tới một lúc nào đó gọi là họ cùng tất biến thì nó nó phải, phải có một đường thoát nào đó thôi anh không là mình coi như mình mình chơi giao có ngày đức đức tay mình đã đi vào cái con đường một cái đảng văn manh như vậy rồi thì bất cứ ai anh nên nhớ rằng dưới chế độ cộng sản đó mình nói người dân là đau khổ bị đàn áp bị bất an nhưng mà tất cả mọi người trong chế đều bất an ngay cả chủ tịch nước nếu không tin anh đã không tin anh hỏi ông ông Nguyễn Tấn Dũng quá. <laughs> hoặc là 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 ông trương tấn xa cũng vậy luôn và bây giờ là anh hỏi bữa xuân 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 quay rồi bây giờ anh hỏi võ văn thưởng quay làm chủ tịch nước lãnh đạo đó của cộng sản đó có bình an không có an tâm không có hãnh diện không có yên tâm mà ngồi trên đó không hay là ngày nào cũng đơm nếp lo sợ mà đừng quên ngay cả nguyễn phú trọng nó cũng chưa chắc đã là, là yên tâm đâu và ngay cả tô lâm cũng vậy nào họ sát phạt lẫn nhau họ nạp đổ lẫn nhau họ thanh trừng lẫn nhau để họ đi lên thành ra cái đây, đây là cái 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 quả báo của một cái chế độ nó rất là hung hung tàn đó uh, là cái chế độ cộng sản thì thật sự bây giờ cái thông điệp bây giờ cái thông điệp là chúng ta may mắn chúng ta ở bên ngoài này thôi chứ còn họ trong cái rò họ đấu đá lẫn nhau đó thì chúng ta chỉ hy vọng một ngày nào đó giống như bên nga đó ha tức là từ trong cái nội bộ họ đó họ đấu đá lẫn nhau và họ nổ tung ra họ không còn kiểm soát được nữa thì khi đó những cái thế lực đảng phái khác thế lực chính trị khác có thể thay được họ được chúng đó là chúng ta hy vọng thôi yeah. vũ nhân cảm ơn thời giờ của nhà báo quỳnh lương thiện dành cho đài truyền hình sbtn chúng tôi xin cảm ơn anh vũ nhân và xin cảm ơn quý thính giả khán giả của sbtn thưa quý vị khán giả đài truyền hình sbtn kính mong quý khán giả tiếp tục theo dõi chương trình phát hình của đài truyền hình sbtn chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa Sở chủ nghĩa Việt Nam và sẽ gửi đến quý khán giả những tin tức mới nhất trong những ngày sắp tới. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình HBTN.